Đây thì Jenny anh sẽ chia sẻ cho mọi người một cái sản phẩm rất là tâm đắc của nhà Laco ấy, cái máy rửa mặt Laco Luxury này. Jenny anh cực thích luôn. Bởi vì thì sao? Cái chiếc máy rửa mặt Laco Luxury này nó không chỉ là một chiếc máy rửa mặt đơn thuần tẩy đi các cái bụi bẩn mà nó còn có rất là nhiều công dụng. Thứ nhất đó chính là rửa sạch cái bụi bẩn ở trên khuôn mặt của chúng mình. Thứ hai đó chính là giúp các chị em có thể đẩy các tinh chất dưỡng da lên khuôn mặt của chúng mình. Đó, thay vì chúng mình thoa vào tay thì bây giờ chúng mình có thể dùng cái đầu bên này. Đó, chúng mình đẩy tinh chất rất là tiện luôn. Đó, thứ ba đó chính là nâng cơ. Đó, nâng cơ của chúng mình. Đó, nâng cơ mặt của chúng mình. Đó, nó nâng cơ. Đó. Thứ tư đó chính là đánh tan mỡ bặm cằm. Đó. Dùng thích lắm các chị em ạ. Đó, rất là thích luôn. Cái máy rửa mặt Laco Luxury này siêu siêu hot luôn, nó chỉ có giá 599.000 đồng.